Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho đồ thi mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin theo cú pháp LHMH khoảng trắng mã số đội thi và gửi về tổng đài 8234. Đội VTTM mã số 07, đội dí dỏm mã số 08, đội đồng dao mã số 09, đội tỉ muội mã số 10, đội hồn nhiên mã số 11, đội đại gia đình mã số 12. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các đội thi mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng may mắn nhất bảng 20 triệu đồng và giải may mắn 5 triệu đồng mỗi tuần. Đến giờ phút này thì trưởng làng Đình Toàn tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cả 6 đội bởi vì các bạn đã hoàn tất phần thi của mình. Và chúng ta biết đêm nay sẽ có một đội được 100 triệu. Sẽ có 2 đội lọt vào vòng nguy hiểm. Đội có số điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa là 9 điểm rưỡi, tổng điểm là 38,6 điểm. Đội hồn nhiên. Một đội có số điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa cũng là 9 điểm rưỡi, tổng số điểm là 37,3 điểm. Xin mời nhóm tỉ muội. Hai đội bạn là hai đội an toàn cho tuần sau. Và bây giờ chúng ta còn lại ở trên sân khấu 4 đội. Chắc chắn có một đội nhận 100 triệu và có hai đội các bạn sẽ phải vào vòng nguy hiểm và phải xử lý tình huống do giám khảo chúng tôi đưa ra. Đầu tiên xin được chúc mừng một đội sẽ có số điểm từ khách mời Đại Nghĩa là 10 điểm, tổng số điểm là 39,7 điểm. Một đội có số điểm từ giám khảo Đại Nghĩa cũng là 10 điểm và tổng số điểm của các bạn là 39 điểm. Đội sẽ nhận được 100 triệu trong đêm nay, đó chính là VTTM. Đội dí dỏm, các bạn đang có 39 điểm và ở vị trí thứ nhì. Và chúng tôi trân trọng mời lên sân khấu nghệ sĩ Đại Nghĩa sẽ cùng trao tặng cho các bạn phần thưởng là 100 triệu đồng từ chương trình Làng Hài Mở Hội. Và chúc mừng VTVM, các bạn hãy giữ phong độ như thế để đi suốt chương trình cùng với chúng tôi các bạn nhé. Những người còn lại, các bạn biết, các bạn chắc chắn sẽ là hai đội lọt vào vòng nguy hiểm. Đội đồng dao, các anh chị có số điểm từ giám khảo Đại Nghĩa là 9 điểm và tổng số điểm là 36,6 điểm. Các anh chị đang giữ vị trí thứ 5 của chương trình. Và đại gia đình, các bạn cũng có điểm từ nghệ sĩ Đại Nghĩa là 9 điểm nhưng tổng điểm các bạn là 35,6 điểm và các bạn đang ở vị trí thứ 6. Điều gì đang chờ đợi chúng ta? Đó chính là tình huống mà các giám khảo chúng tôi sẽ đưa ra cho cả hai đội đêm nay. Xin mời nghệ sĩ Việt Hương. Việt Hương sẽ đưa chủ đề là xây dựng một tình huống dựa trên bài hát Trữ Tình. Tình huống còn lại chúng tôi muốn mời nghệ sĩ Chí Tài. Tôi sẽ đề nghị cái tình huống gọi là nhạc sôi động. Nếu như với nghệ sĩ Việt Hương thì tình huống một bài hát trữ tình thì chúng ta có điều gì để thể hiện ở trong đó? Tại vì bài hát trữ tình, cốt của bài hát trữ tình nó đã có nhiều cái để diễn ở trong đó rồi. Và quan trọng là đâu phải sử dụng một bài hát trữ tình đâu, chúng ta có thể lắp nhiều bài vô trong một cái tiểu phẩm. Chủ đề chúng ta là cái gì? Làng Hài Mở Hội, là phải vui vẻ, thấy không? Thì nhạc sôi động nó dễ vui. Sôi động nó dễ vui hơn. Suy nghĩ đi. Và bây giờ là sự lựa chọn của cả hai đội trong đêm nay. Xin mời. Đại gia đình đã quyết định lựa chọn một khúc nhạc trữ tình, trong khi đồng dao lại lựa chọn nhạc sôi động. Quý vị khán giả thân mến, điều gì sẽ xảy ra ở tuần sau và với tình huống vừa rồi thì các đội sẽ xử lý ra sao? Đừng quên đón xem chương trình Làng Hài Mở Hội tập 4 của bản B sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Tư tuần sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 với chủ đề Hại não vì sống ảo. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long cùng Z Studio phối hợp thực hiện. Tinh Toàn xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong tập tiếp theo của Làng Hài Mở Hội sẽ là chủ đề Hại não vì sống ảo. Những câu chuyện lạ kỳ và những nhân vật vô cùng đặc biệt. Trời ơi, anh chỗ nào? Dạ em chào hai chế. Thà rằng như thế. Tối mà 5-6 giờ chiều đó, mấy cô mấy chú mấy ông mấy bà xóm em đó bỏ gia đình bỏ con cái ra trước cửa phường đội đợi mấy anh công an ra hỏi chưa sao chưa bắt Đường Thành. Những tình huống trớ trêu đầy nghiệt ngã. Anh không phải là chạy thẳng, anh không phải này, tôi chạy thẳng, không phải là thằng, tôi chạy thẳng, tôi chân. Hãy chờ xem hồn nhiên, dí dỏm, tỉ muội và VTTM sẽ mang đến những bất ngờ như thế nào trong chủ đề hại não vì sống ảo. Đại Gia Đình và Đồng Dao sẽ xử lý như thế nào với tình huống ở vòng nguy hiểm. Dân ơi, hãy đứng lại đi mà nghe em nói, anh nghe em nói chỉ một lời thôi, xin anh đứng lại đi anh chờ nghe em nói chưa xong mà đi đâu đó, đứng lại đi anh chờ nghe em nói cho anh nghe em nói chỉ một lần thôi, sao anh bỏ đi khi em chưa kịp nói câu nào. Quá vui, xuất sắc, rất là duyên mà rất là thật, đẩy vấn đề vào ngay, không thừa một giây một phút nào. Hãy đón xem Làng Hài Mở Hội phát sóng lúc 21 giờ thứ Tư ngày 17 tháng 8 trên truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại lúc 11 giờ 45 thứ Năm ngày 18 tháng 8 trên truyền hình Vĩnh Long 2.